Hyundai Grand i10 2024 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với tổng cộng là 6 phiên bản có mức giá bán khởi điểm từ 360 triệu đồng. Isuzu MU-X 2025 ra mắt thiết kế đẹp hơn, sang chảnh hơn nhưng sẽ vẫn khó sống ở Việt Nam. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Wattcar VN. Đừng quên like và share video, nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi sớm đạt được cột mốc là 100.000 subscriber nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hyundai Grand i10 2024 vẫn được lắp ráp tại Việt Nam, có 6 phiên bản và 5 lựa chọn màu sắc, đi cùng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 cây số tùy điều kiện nào đến trước. Giá xe cho phiên bản thấp nhất sẽ là 360 triệu đồng và phiên bản có giá bán cao nhất là 455 triệu đồng. Hyundai New Grand i10 2024 mang phong cách thiết kế táo bạo và thời trang hơn với sự kết hợp giữa các đường cong và góc vuốt sắc sảo. Mui xe được hạ xuống 20mm tạo sức hút mạnh mẽ về mặt thị giác. Xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc với phiên bản hatchback có kích thước dài rộng cao lần lượt là 3.815mm x 1.680mm x 1.520mm và phiên bản sedan dài hơn 180mm, khoảng sang gầm của cả hai phiên bản là 157mm cùng chiều dài trục cơ sở là 2.450mm. Lưới tản nhiệt của Hyundai Grand i10 2024 mang dáng vẻ trẻ trung và cá tính với kích thước lớn giúp tăng lượng khí làm mát động cơ. Cản trước và cản sau được thiết kế lại theo phong cách thể thao, đi cùng LED ban ngày DRL tạo hình xương cá độc đáo. Toàn bộ thân xe bo tròn kết hợp với các đường gân nổi bật cùng la răng hợp kim 15 inch hiện đại cứng cáp. Ở phía sau, phiên bản hatchback được trang bị đèn hậu LED thanh mảnh, trong khi bản sedan có cụm LED cách điệu, tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt và tăng tính an toàn khi phanh hay vận hành vào buổi tối. Các chi tiết như tay nắm cửa mạ chrome, đèn xi nhan tích hợp cùng gương chiếu hậu, đèn phanh LED trên cao đều mang phong cách châu Âu hiện đại. Nội thất của Hyundai i10 2024 hiện đại và rộng rãi hơn phiên bản cũ, với màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống bản đồ định vị của Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp nhiều thông tin hữu ích. Nội thất bọc da màu tối kết hợp viền đỏ trẻ trung và hiện đại. Màn hình thông tin 3,5 inch hiển thị áp suất lốp trên từng bánh. Các tính năng nổi bật khác bao gồm nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, gương chiếu hậu có sấy, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt và ghế sau gập phẳng. Ghế ngồi được thiết kế lại nâng đỡ chân tốt hơn và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau tạo không gian thoáng đãng. Tính năng Cruise Control mang lại hành trình thoải mái và thú vị trên phiên bản mới. Grand i10 2024 được trang bị khối động cơ Kappa 1.2 MPI, sản sinh ra 83 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 114 Nm. Với công nghệ van biến thiên, xe có hai lựa chọn hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp, cả hai đều tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Về phần an toàn, xe được trang bị các công nghệ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bốn túi khí, camera và cảm biến lùi, hệ thống chống trộm và cảm biến áp suất lốp. Khung xe được bổ sung thép cường lực, gia tăng tới 65% hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm. Hệ thống khung gầm mới của i10 2024 được cải tiến, giảm độ ồn, độ rung lên tới 3dB và tăng độ cứng ở các panel và sàn xe. Hệ thống lái cải tiến giúp gia tăng độ chính xác và phản hồi. Isuzu MU-X 2025 có mức giá khởi điểm là 1.184.000 bạc, quy đổi ra tiền Việt khoảng 821 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với Ford Everest, trong mức giá khởi điểm bản thấp nhất là 1.099.000.000. Toyota Fortuner ở phiên bản thấp nhất có mức giá là 1.055.000.000. Mitsubishi Pajero ở phiên bản thấp nhất có mức giá là 1.130.000.000. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mẫu xe này khi về Việt Nam cũng sẽ rất khó để cạnh tranh được với các đối thủ. Về phần động cơ, MU-X 2025 được nâng cấp từ Euro 4 lên Euro 5. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ diesel 1.9 lít, sản sinh ra 150 mã lực và 350 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số tự động 6 cấp số, dẫn động một cầu. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng khối động cơ diesel 3.0 tăng áp, 190 mã lực và 450 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 2 cầu. Isuzu MU-X 2025 được trang bị hệ thống camera 360 độ với góc nhìn dưới gầm, hệ thống hỗ trợ lái với 2 camera trước, 2 radar và 8 cảm biến. Các tính năng hỗ trợ giữ làn, cảnh báo trạch làn, cảnh báo phanh và tránh va chạm bám đuôi được bổ sung. Tất cả các cổng USB nâng cấp lên thành chuẩn Type-C.
MUX 2025 được trang bị phần màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cụm đồng hồ thông số kỹ thuật được thay bằng màn hình màu TFT 7 inch. Giao diện mâm xe cũng được thay mới với tùy chọn mâm 18 inch và 20 inch. Ở phía đằng sau, cửa hậu và đèn hậu được thiết kế lại. Phía trước, nắp capo, đèn pha LED 2 tia và cản trước cũng được cải tiến. Anh em nghĩ sao về những thông tin trên? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới phần video clip nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.